Đây là thân máy GFX 100 S Mark 2. Mình xem phần ngoại hình của máy ha. Chiếc máy Fujifilm GFX 100 S Mark 2 này sẽ sở hữu cảm biến là medium format 102 megapixel, chống rung của mình là chống rung 50 và lên tới là 8 top. Với chiếc máy này á thì mình sẽ có màn hình này, là màn hình lật lên như thế này ha. Màn hình lật lên và mình có thể bấm chốt và mình xoay ngang. Mình có thể quay, mình out ra thẳng cái cổng micro HDMI này vô màn hình auto mode, ra được hiệu năng là 8K. Hoặc mình có thể out thẳng trực tiếp vô ổ cứng qua cái cổng là USB Type-C. Thì vô ổ cứng á, mình lưu vô ổ SD nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, đỡ tốn phần thẻ. Còn về phần thẻ nhớ của máy thì mình sử dụng là hai khe thẻ nhớ SD thế hệ UHS-II. Và máy mình sử dụng dòng pin của máy là sử dụng pin đúc 235, là sử dụng chung với XT4, XT5 hoặc XH2. Máy á, mình sẽ có hỗ trợ là VinFader, điều chỉnh những cái nút thiết lập á, khá là thông minh luôn, gọn gàng và xinh xắn. Cái phần quan trọng của dòng GFX 100 S Mark 2 này á, là chính là cảm biến. Nó sẽ cho mình chụp được những bức ảnh có độ phân giải rất là cao, cũng như là mình cần những bức ảnh có độ chi tiết lớn để mình xử lý cho công việc như là in ấn hay là mình sử dụng cho nhu cầu truyền thông. Con GFX 100 S Mark 2 này thiên về chụp, cho nên là dòng phân khúc này nó sẽ dưới con GFX 100 Mark 2. Thì nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu muốn trải nghiệm với dòng máy này thì bên em sẽ cho đặt hàng. Xong mà mình muốn ra lên dòng cao hơn thì mình có thể lên con 100 Mark 2 để mình trải nghiệm về quay.